Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị đã và đang theo dõi video. Thưa quý vị, MEXC ra mắt sự kiện sàn giao dịch Spot không mất phí cho người dùng. Trong một thông báo mới đây, sàn giao dịch MEXC cho biết họ sẽ cung cấp chương trình khuyến mại giao dịch Spot không mất phí, không bao gồm giao dịch ETF dành cho tất cả người dùng. Cụ thể, sự kiện bắt đầu lúc 16 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2022 theo giờ Việt Nam và chưa định ngày kết thúc. Chương trình sẽ áp dụng cho tất cả các cặp giao dịch Spot. Tuy nhiên, các nhà cung cấp thanh khoản Spot không được hưởng đặc quyền này. Bên cạnh chương trình này, MEXC còn tổ chức các sự kiện M&A hàng tuần cực kỳ hấp dẫn. Điều kiện tham gia các chương trình này cũng cực kỳ dễ. Chỉ cần bạn có tài khoản là hoàn toàn được quyền tham gia. Và nếu như quý vị ai chưa có tài khoản MEXC Global, quý vị có thể đăng ký theo cái đường link mà KTV để bên dưới video này, hoặc quý vị nhập mã đăng ký trên màn hình để được giảm giá khuyến mại. Thông tin về MEXC Global được thành lập vào tháng 4 năm 2018. MEXC Global là một nền tảng giao dịch tài chính kỹ thuật số với hơn 7 triệu người dùng, cung cấp cho người dùng các dịch vụ tổng hợp bao gồm Spot Margin ETF có đòn bẩy, giao dịch phái sinh và dịch vụ staking. Các thành viên cốt lõi của nhóm đến từ các doanh nghiệp và công ty tài chính quốc tế giàu kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp tài chính và blockchain. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và hữu ích, quý vị hãy like, đăng ký, chia sẻ kênh. Chân thành cảm ơn.